Em ơi đừng khóc, chiếc video hắt xe bắt em im. Em đã tự kêu ăn tiêu kiềm chế mỗi hôm một lít. Khi lúc vừa sáng em quyết đánh chén xôi có 10.000. Trưa em lại tiêu 30 tiền ăn nhưng tôi ôi thôi. Kêu gọi anh em đi liên hoan bữa buffet, ăn ngon xà ga nhưng chia tiền ra mỗi đứa 500. Đã nói giảm chi tiêu sao bon tay vẫn cứ tiêu, nhưng lại mơ hão mai sau sẽ giàu. Giàu làm sao đây chứ, đánh trưng này còn thua. Tiền đồ thì không có, có tí vốn rút ra mà tiêu hết. Giàu làm sao đây chứ, chả thấy lương được tăng. Buồn giàu đưa tay nốc ly trà sữa để quên mù sầu. EntrantX by DNSD để được miễn phí giao dịch trọn đời, công nghệ vượt trội, nguồn vốn vững mạnh và an toàn, giao dịch đơn giản, nhanh nhất Việt Nam.